thời bao dương, kỷ cương Hà Nội. Có thể nhìn thấy ở đây người tham gia biểu tình từ nhiều giới khác nhau như sư sãi, thanh niên, sinh viên, nhà hoạt động. Họ có mặt ở đây bên ngoài đại sứ quán Việt Nam ở Đông Phanh để phản đối Việt Nam về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đất đai, ảnh hưởng chính trị và tình hình người Việt nhập cư bất hợp pháp ở Campuchia. Một số người cáo buộc chính quyền Hun Sen tiếp tay cho người Việt. Bằng tay ngày cao họ bị nó bỏ một sáng đỡ. Chúng tôi muốn chính quyền Hun Sen phải ra đi, sau đó là người nhập cư bất hợp pháp ở Việt Nam. Bảo đảm an ninh cho các cuộc biểu tình như thế này. Chúng tôi luôn lo ngại về tình hình an ninh, bởi vì chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể làm bùng lên một đám cháy lớn. Tuy không có phép, nhưng việc cuộc biểu tình ngày hôm nay vẫn diễn ra khiến có đồn đoán rằng có thể đã có sự dịch chuyển nào đó trong chính sách đối ngoại của chính phủ Campuchia đối với Việt Nam. Dưới áp lực của phe đối lập, chính phủ Phnom Penh đang cân nhắc lại luật nhập cư và rà soát người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam. Tuần rồi, hàng trăm người Việt bị phát hiện là không có giấy tờ hợp pháp đã bị hồi hương. Những cuộc biểu tình như thế này sẽ là phép tính thử cho thấy Campuchia có thể tiến xa thế nào trong việc tách rời khỏi ảnh hưởng của Việt Nam. Hồng Nga, BBC, Phnom Penh.